Con gửi cho mọi người một phần quà, mỗi người là gồm một thùng mì, 10 kg gạo với lại dầu ăn gia vị nước tương mắm, thì là khoảng 10 món quà ở trong cái túi này, với lại mỗi người là 100.000 tiền mặt là của mấy anh chị em cùng góp lại nha. Rồi, cảm ơn mọi người nha. Dạ, mưa gió thì mọi người loại mưa loại gió tới. Dạ, cảm ơn mọi người. Cảm ơn cô Ánh nhiều. Cảm ơn cô. Đi sửa cho con uống đi hả? Con gửi lại cặp sách nào. Giỏi quá. Rồi để cô sẽ gửi lời cảm ơn của con cho mọi người nha. Giỏi quá. Học lớp mấy? Lớp 3. Lớp 3. Bạn này học lớp mấy? Lớp 2. Lớp 2.